Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong video mới nhất của mình. Hiện tại thì Âu đang có mặt tại đường Nguyễn Ái Quốc, thành phố Biên Hòa mọi người ơi. Mình gần cầu Săn Máu mọi người. Hôm nay mình xin phép mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng mình đi thăm lại các nhà thờ xóm đạo phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, để xem coi là các nhà thờ ở xóm đạo Hố Nai họ đã chuẩn bị và trang trí để đón Giáng sinh Noel năm 2020 này đã xong chưa mọi người nhé. Giờ đoạn đường mình đi là đoạn đường Nguyễn Ái Quốc, hướng thẳng về cầu Săn Máu, ra chợ Sạch và ngã và công viên 30 tháng 4. Đấy. Thì xóm đạo Hố Nai thì có rất là nhiều các nhà thờ, mà nhà thờ nào nấy cũng rất là đẹp. Nên hôm nay mình có dịp đi ra đây, mình muốn quay lại một số hình ảnh về các nhà thờ ở xóm đạo Hố Nai để chia sẻ với quý cô chú anh chị và các bạn. Có nhiều quý cô chú anh chị và các bạn xa nhà xa quê hương, không có thể năm nay năm dịch nên không có thể mà về nước để mà thăm lại hoặc là đi thăm người thân và đi đón Giáng sinh cùng gia đình và bạn bè ở xóm đạo Hố Nai này. Nên hôm nay mình ra đây, mình muốn quay lại và chia sẻ một số hình ảnh cho quý cô chú anh chị và các bạn xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ và biết coi là tình hình ở tất cả các nhà thờ xóm đạo Hố Nai năm nay trang trí và ăn mừng Giáng sinh Noel năm nay như thế nào nha. Đây là mình quẹo phải vô cái con đường này là cái con đường vô giáo xứ Gia Cốc. Thì nhà thờ giáo xứ Gia Cốc thì hôm nay mình sẽ không đi, nhưng mà mình sẽ ghé nhà thờ giáo xứ Ba Đông. Đấy. Cái con nguyên cái con đường này là từ đầu đường vào tới giáo xứ Ba Đông, thì hai bên đường họ trang trí cây thông. Mọi người, cây thông bằng vải nha. Đó, cứ màu này màu kia rất là đẹp luôn, màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu hồng. Đó, rất là đẹp luôn. Và có những cái đèn chớp chớp nè mọi người thấy không? Đó, lâu lâu có đèn chớp chớp nè. Giống như cái kiểu vô quán karaoke nha mọi người. Ok, có đèn nè. Năm nào cũng vậy, từ cái con đường này đến các nhà thờ khu xóm đạo ở đây thì người dân người ta họ trang trí những cái dãy đèn mà hai bên đường á, rất là đẹp luôn, nhìn thấy rất là ấm áp. Rồi, qua cái đoạn đường này là tới nhà thờ giáo xứ Ba Đông. Thì mình vô đây mình để xe rồi mình quay ở ngoài giáo xứ Ba Đông vô để cho mọi người cùng xem nha. Mình cùng nhắm lại nhà thờ giáo xứ Ba Đông và một số nhà thờ lân cận khác. Rồi đầu tiên là mình sẽ ghé đây nha mọi người nha. Rồi phía trước mặt mình là nhà thờ giáo xứ Ba Đông nha mọi người. Nhà thờ giáo xứ Ba Đông thuộc khu phố 1, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa. Đây là trước nhà thờ giáo xứ Ba Đông. Đây có hai từ là hiệp nhất và yêu thương. Rất là đẹp. Đây chiều mấy bạn nhỏ hay vô đi chơi nè. Đây, chơi đá cầu, chơi đánh cầu lông, tập thể dục. Đây là khuôn viên của nhà thờ giáo xứ Ba Đông. Cây cối rất là đẹp luôn. Đây, có hoa, có tượng nè, tượng Chúa Giêsu. Cái khuôn viên của nhà thờ giáo xứ Ba Đông thì phía trước cũng rất là rộng. Bây giờ mấy bạn nhỏ đang chơi. Đó, bên kia là nhà mục vụ. Đây đang cái công trình mấy anh chị đang trang trí, đang chuẩn bị đón Noel. Đây, các hạng mục đang làm. Chắc khoảng một tuần nữa hoặc là 10 ngày nữa thì mình vô đây mình quay, mình chắc sẽ thấy
Được rồi, cái trang trí rất đẹp, năm rồi trang trí đẹp lắm. Tôn vinh Thiên Chúa ba ngôi, kính dâng Mẹ Maria, Măng Côi Thánh Đường Giáo xứ Ba Đông. Cái hạng mục đang làm. Năm nay tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Ở Sài Gòn giờ đang có nhiều ca mắc nhiễm mới và cách ly hơn 250 người. Và ở Long Bình cũng có một số ca cách ly. Long Bình Biên Hòa thì có một số ca cách ly, nghe nói là ở F2, F3 vậy đó mọi người. Chứ ở Biên Hòa thì mình cũng chưa có nghe là ca nhau mắc nhiễm mới ngoài cộng đồng. Chỉ có mới là F2 thôi, cách ly thôi. Ở đây là hội trường, nhà một vụ, các con nhỏ đang chơi vui đùa. Rồi. Mình xin quay một số hình ảnh chia sẻ với quý cô chú anh chị và các bạn về nhà thờ xứ Ba Đông. Bây giờ mình tiếp tục mình đi qua những cái nhà thờ khác ở phường Hồ Nai này để xem các nhà thờ khác đã có chuẩn bị và trang trí như thế nào chưa. Rồi xin mời quý chú chị các bạn cùng theo cho mình nhé. Xin chào quý chú anh chị. Đây là nhà thờ giáo xứ Kim Bích. Hôm nay giờ này mình đã đến khu phố Ba, phường Hồ Nai, thành phố Biên Hòa. Mình đang đứng trước cửa nhà thờ giáo xứ Kim Bích. Nhà thờ thứ Ba Đông thì nhà thờ với nhà thờ giáo xứ Kim Bích thì nó như là gần với nhau đó, rồi gần nhau, cách nhau khoảng là hơn 200 m. À đây là nhà thờ giáo xứ Kim Bích nha. Đây là giờ thánh lễ nè, giáo xứ Kim Bích nè, chủ nhật thì sáng nè, lễ từ 5 giờ, lễ hai là 7 giờ sáng, chiều thì 5 giờ, ngày thường thì sáng 4:45, còn chiều thì 6 giờ. Đây phía bên trong các bạn nhỏ ở đây cũng đang rất là đang chơi vui đùa nè. Rồi có một số bạn nhỏ thì họ đang tập múa hát, rồi đang trang trí cái ngôi sao. Bây giờ mình sẽ vào bên trong để mình quay cho cô chú anh chị các bạn xem nhé. Thì đang trang trí cái ngôi sao này. Rất là đẹp luôn. Xin Chúa Trời bình an cứu thế cho mọi người thiện tâm. Đang trang trí rất là đẹp luôn. Đang trang trí cái ngôi sao này. Ở phường hôm nay thì có rất là nhiều nhà thờ rất là đẹp luôn. Các chú các anh đang làm gắn đèn rồi quá trời. Đang trang trí cái đèn nữa, những cái đèn này đèn led này. Hình ngôi sao rất là bự luôn. Không khí đã về trên xóm đạo đó mọi người, rất là đông vui luôn. Đây các bạn nhỏ này kia, các bạn nữ đang tập múa để mà tí nữa làm lễ đó mọi người. Rồi các anh đang bắt những cái bóng đèn, đèn led. Xin chia sẻ một số hình ảnh nhà thờ giáo xứ Ba Đông cho quý vị thị xem nha. Đây là khuôn viên nhà thờ nữa. Ở phía trên đó có hai cái cây dừa, nó trang trí đèn nha. Đèn chớp chớp cũng đẹp nữa. Cái này cái bức tranh trang trí rất đẹp luôn. Phía trước là Đức Mẹ Maria. Rồi mình sẽ đi tiếp một số nhà thờ khác nha, cho cô chú chị xem bạn xem nha. Mình đang đứng trước nhà thờ giáo xứ Tây Hải mọi người. Nhà thờ giáo xứ Tây Hải thì thuộc khu phố 7, phường Hồ Nai, thành phố Biên Hòa. Cách nhà thờ giáo xứ Kim Bích cũng khoảng là 300 m. Bây giờ các chú các anh cũng đang chuẩn bị, các nhà thờ bây giờ cũng đang chuẩn bị trang trí làm lễ mọi người ơi. Ở đây chuẩn bị, ở đây có trước đây có một số đèn hình ngôi sao rất là đẹp luôn. Rồi
mình sẽ vào bên trong mình quay cho cô chú anh chị các bạn xem nhé. Coi cái bảng đèn trang trí đẹp quá. Mừng Chúa Giáng sinh 2020. Đó, các hạng mục đang chuẩn bị đang làm. Ở đây cái hình đèn ngôi sao đẹp quá trời đang chạy. Rồi, là Đức Mẹ nó ra nè. Buổi tối lên đèn rất là đẹp luôn mọi người. Ở đây thấy hạng mục công trình rất nhiều. Nhà thờ này nó khuôn viên nó nhỏ hơn những nhà thờ khác nhưng mà các cô chú anh chị ở đây trang trí cũng rất là đẹp. Chuẩn bị trang trí số hạng mục nó đang làm, nó đang gắn đèn led. Rồi, chào anh. Dạ. Cái này mình làm có khi nào mới xong chú? Cái này mình làm hai ba ngày nó xong. Dạ. Cái này mình gắn ở đây luôn hay là gắn ở đâu chứ? À, chứ không phải gắn ở đây, chứ không phải làm ở đây. À. Dạ. Còn ở đây cũng 2-3 ngày nữa là trang trí xong hết luôn. Còn lễ. Từng lễ mà, dạ, từng lễ nó mới xong. Còn nhiều lắm, bên này. Thấy ở đây làm thấy nó nhanh hơn cái nhà thờ khác. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ cái đèn đẹp quá trời luôn. Cái này xong lâu chưa anh? Này xong lâu. Cái bảng này xong lâu rồi mà giờ đang làm cái cửa người đi ra đi vào đó thôi. Dạ. Quay một số hình ảnh chia sẻ với cô chú anh chị các bạn. Rồi, nhà thờ số thứ hai. Bây giờ mình tiếp tục mình đi quay các nhà thờ khác. Tại cái hình ngôi sao này là mới mốt là đem qua các nhà thờ khác nha mọi người. Ở đây cũng đang làm nè. Đây đèn cũng đang làm. Rồi, mình sẽ tiếp tục đi lang thang quay các nhà thờ khác xem các nhà thờ khác đã trang trí như thế nào. Xin chào quý cô chú anh chị. Hiện tại thì ông đang đứng trước nhà thờ giáo xứ Phú Tảo nha mọi người. Đây là nhà thờ giáo xứ Phú Tảo nè. Mình thấy các hạng mục đã làm xong hết rồi, hoàn thiện hết rồi nè. Bây giờ chỉ cần chỉ chuẩn bị đón Giáng sinh thôi. Ở đây là trước nhà thờ giáo xứ Phú Tảo. Mọi người thấy không? Rất là đẹp nha. Nhà thờ giáo xứ Phú Tảo này thuộc khu phố 4, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa. Giờ mình sẽ vào bên trong quay xuống hình ảnh chia sẻ với cô chú anh chị nha. Đẹp quá trời nè. Đây là trước nè. Các hạng mục đèn rồi xong hết rồi. Để chuẩn bị đón Giáng sinh rồi mọi người ơi. Ở đây là trang trí hai cây thông Noel, hai cái cây xanh trang trí đèn rất đẹp. Như cái thông Noel. Tối người dân ở khu phố đây họ đến chơi nè. Phía bên đây là hang đá nè. Trang trí hang đá này xong hết rồi nè. Rất là đẹp luôn nha. Mấy cái này là mấy cái bao người, cái bao sơn lên giả đá nha. Đèn. Ở đây không biết tí nữa còn có làm thêm cái hạng mục gì nữa không. Ở đây chắc mình nghĩ chắc mới làm vừa xong. Còn bên cái bên hiên của cái nhà chỗ để xe này, để xe nhà thờ này cũng trang trí đèn rồi xong hết rồi nè mọi người. Đấy, ở đây là phía trước. Ở đây là khuôn viên của nhà thờ giáo xứ Phú Tảo mọi người. Rồi, xong hết rồi đó. Đức Mẹ. Rồi qua đây mình quay cho cô chú anh chị các bạn xem phía bên đây. Đây hang đá đẹp quá trời, xong hết rồi nè. Phía đây gắn cái đèn sao nè. Đèn led nó chạy đẹp đó. Rất là đẹp luôn. Phía bên đây mọi người. Phía trước này có mấy cây xanh, gắn đèn trước này rất là đẹp luôn. Đây có cái hồ nước nữa nè.
Nhà thờ Phú Thảo làm xong rồi đúng rồi, hạng mục mấy công trình hạng mục làm xong hết rồi nè. Chỗ này mai mốt mình nghĩ là sẽ có đèn nữa nè, gắn thêm đèn nữa. Đó, coi như là 90% là xong hết rồi nè. Rồi. Bên đây là phía bên hông của nhà thờ Chúa Phú Thảo. Em mình sẽ đi vô để quay cho cô chú anh chị các bạn xem. À, đèn này mọi người thấy không? Rồi, bên hông. Đây là Đức Mẹ nè, cái tượng Đức Mẹ là thờ ở đây. Ở phía bên trong đang đọc Kinh Thánh đó mọi người. Nó đang đọc Kinh, mình không có vô mình quay, mình chỉ xin phép mình quay bên ngoài thôi. Quay ngoài bên ngoài phía công viên thờ cho quý cô chú anh chị các bạn xem. Đây, có thờ cha Bưu Diệp nè. Nhà thờ cha Bưu Diệp thì ở thuộc Hộ Phòng, tỉnh Bạc Liêu. Các nhà thờ rất là lớn luôn. Rồi, đây là một số hình ảnh về nhà thờ số thú giáo xứ Phú Thảo. À, mình xin phép được chia sẻ với cô chú anh chị các bạn. Rồi mình sẽ đi tiếp những cái nhà thờ khác thôi, xem là những nhà thờ khác đã trang trí xong hết chưa, giống như nhà thờ Phú Thảo chưa, để quay cho chia sẻ hình ảnh cho quý cô chú anh chị các bạn xem nha. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại nhà thờ giáo xứ Trung Nghĩa. Nhà thờ giáo xứ Trung Nghĩa thì thuộc khu phố 3, thành phố Biên Hòa. Bên cạnh là có một cái quán cà phê Genji nữa mọi người, trà cà phê, trà sữa. Bên đây họ làm đèn rồi xong hết rồi mọi người ơi. Ở đây họ trang trí rồi làm đèn xong hết rồi. Cũng giống như năm rồi, hai cái hàng đường mình đi vô là có dăng đèn rất là đẹp luôn. Đẹp mê ly luôn ha. Đèn rất là đẹp luôn. Nó hai bên đã trang trí những cái cây thông Noel là đón Giáng sinh rồi. Nó dăng đèn rất là đẹp luôn. Rồi ở phía bên trong thì có những làm những cái đèn đèn sao những cái đèn tượng trưng cho nhà thờ mọi người, xong hết rồi nè. Đấy. Từ bên ngoài vào nó cũng hơi xa. Đấy, khu phố ở đây bằng đêm người ta hay ra chơi nè, tập thể dục nè, chơi đánh cầu lông nè, sinh hoạt tập thể rất là đông vui. Mình sẽ đi vào bên trong xíu để quay cho cô chú anh chị các bạn xem. Chiều tối cũng đánh cầu lông. Bên đây thì nhà thờ này mình thấy chưa có trang trí những cái hàng đá, chỉ có làm những cái thông Noel ở phía hai bên đường đi vô. Ở đây dăng đèn từ cái tượng thánh giá, từ cái thánh giá xuống thì không có những cái hình ngôi sao giống như các nhà thờ khác, chỉ có cái này thôi, chỉ có hình ngôi sao này tượng trưng cho nhà thờ này, tháp chuông mọi người. Đây là khuôn viên bên trong của nhà thờ nhà Phú Nghĩa. Phía bên đây là Đức Mẹ, tượng Đức Mẹ mọi người. Đây không biết tí nữa có trang trí những cái hàng đá hay không, nhưng mình thấy chắc qua đây là chắc là xong hết rồi đó, trang trí xong hết rồi đó, chỉ chờ đón Noel thôi. Rồi. Mình sẽ đi qua các nhà thờ khác xem coi là những cái nhà thờ khác đã trang trí xong chưa mọi người. Hiện tại thì giờ này là lúc 8:30,
Hồi nãy mình đi ngang thì có một số nhà thờ đó xuống đèn, tắt đèn hết rồi. Rồi, mời cô chú anh chị các bạn cùng theo chân mình đi qua những cái nhà thờ gần đây thử xem cái này.